Chào anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại trung tâm của xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái căn nhà vườn mini vừa mới xây dựng, nhưng mà chủ thì do ham chơi cờ bạc cũng bị nợ dí anh chị, cũng đang cần bán gấp. Tổng diện tích của cái căn nhà vườn của mình là 260 m². Trong đó thì mình có 100 m² là thổ cư đất ở. Hiện tại thì cái căn nhà này thì Phủ Hồng Tân Bộ quy hoạch là đất ở tại nông thôn. Từ vị trí của cái căn nhà vườn của mình mà di chuyển ra tới những cái trung tâm tiện ích mua sắm ở khu vực này như là trường học, chợ, rồi trung tâm văn hóa, những cái tôn giáo, những cái siêu thị, điện máy xanh, những cái cửa hàng tiện ích như Con Cưng, thì bán kính tầm là dưới 200 m là mình sẽ có rồi anh chị ha. Và nằm rất là gần với trục đường, đó là trục đường Kim Long Láng Lớn. Nhà thì vừa mới xây, nói chung là còn mới tinh luôn anh chị. Nhà thì thiết kế rất là hiện đại, một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp, toilet, và ở sau thì mình còn cái khoảng vườn để mình có thể là trồng cây ăn trái và cũng như là mình chăn nuôi gia súc gia cầm được luôn anh chị ha. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm, cái căn nhà vườn hôm nay để biết thông tin về chi tiết và cũng như thông tin về giá cả của cái căn nhà vườn này anh chị ha. Mặt tiền phía trước của mình là được 5,5 m. Đó, hai bên thì nói chung là đã có ranh giới rồi anh chị. Từ ngay cột bê tông này và đổ qua cột bê tông bên kia là 5,5 m. Và chiều dài của mình là được 47,5 m. Nhà của mình á, thì xoay mặt về hướng đông anh chị. Ở trước á, thì được làm cổng rào rất là kiên cố. Cổng thì thiết kế là cổng sắt 4 cánh. Đó, cũng được ốp gạch. Bước vào trong thì mình có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì sau này anh chị dọn cái cây mai này thì mình có thể là mình di chuyển chiếc ô tô vào trong được ha. Có một số tiểu cảnh như là hồ cá, rồi cây vú sữa, một số cây cảnh như cây mai. Đó. Nhà thì nói chung là mặt tiền của mình á là ốp. Cái mặt dựng anh chị ốp lên tới đụng tới trần luôn ha. Cửa thì cửa nhôm si pha. Nhà thì được sơn một cái màu rất là đẹp. Ở phía dưới thì được lót gạch bằng gạch đá bóng kiến màu trắng ha. Tông màu của nhà mình thì rất là sang trọng, rất là sạch sẽ anh chị. Ở trên thì đóng la phong giật hộp, cũng có những cái đèn lon để trang trí cho cái phòng khách của mình thêm đẹp anh chị ha. Tường của mình thì được ốp lên tầm khoảng là 1,2 m cho đến 1,5 m anh chị. Đó, và ở trên thì được sơn nước. Đó, phía dưới này thì có hai phòng ngủ, ở đây thì một phòng ngủ nè anh chị. Đó. Và phía bên này cũng là một phòng ngủ ha. Hai phòng ngủ thì nó tương tự nhau, Tài sẽ quay một phòng cho anh chị. Đó. Phòng ngủ thì cũng đã được đóng la phong hộp luôn. Nói chung nhà mình là thiết kế là đóng la phong hộp hết, còn cái phòng bếp á là chỉ có là la phong thả thôi anh chị. Đó. Ở đây thì có cái khoảng không gian để mình để tivi, để mình nghỉ ngơi. Và bước lui sau này là cái khoảng không gian nhà bếp. Đó. Bước vào nhà này thì mình khi mà mình vào quay á, mình thấy cái không gian nhà bếp với là nhà tắm nhìn rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ anh chị. Lui sau này thì mình có một cái khoảng không gian để mình có thể là mình tiếp khách, tiếp bạn bè. Cái không gian này để mình ăn uống hoặc là mình nhậu nhẹt với người thân cùng với là bạn bè gia đình. Bước xuống phía này là mình sẽ xuống cái khoảng vườn ở phía sau. Ở phía sau thì có trồng một số cây ăn trái, để bây giờ Tài sẽ di chuyển xuống dưới để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Đó, bước xuống đây thì mình có một số cây chuối, rồi mận. Nói chung hai bên là đã được rào lưới B40 rồi anh chị. Cái nhà này xây dựng thì nặng là nặng cái phần về phần móng, cũng như là nặng về cái phần san lấp anh chị ha. Từ cái vị trí mà Tài đang đứng và đi lên tới, nói chung lên tới cái móng nhà là rất là cao. Đó, anh chị cũng nhìn thấy ha. Sau này thì anh chị có thể dọn dẹp cái khu vườn ở phía sau này. Mình thả một số con gà, con vịt để mình nuôi. Và sau này thì mình có thể là mình trồng rau sạch.
để mình từ cung từ cấp được luôn chị ha. Nói chung là ranh giới của mình thì hai bên đã được rào kiên cố đó, về phần ranh giới thì rất là rõ ràng rồi anh chị. Đó, hồi trước thì cũng có nuôi gà nữa anh chị, có một cái số cái bình mà để cho gà uống nước đó. Đó, nhưng mà thời gian này thì chủ cũng dọn đi trên nơi khác rồi, cũng đành bán cái căn nhà này để chi trả nợ nần anh chị ha. Về cái phần nội thất á thì anh chị cứ về gặp trực tiếp với chủ, thì có một số để lại và có một số thì đem đi, nên về cái phần nội thất thì anh chị cũng gặp chủ để thương lượng và đàm phán anh chị ha. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú xem sổ ha. Diện tích là 260 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là có 100 m thổ cư là đất ở, đất trồng cây lâu năm thì còn lại là 160 m². Thời hạn sử dụng đất ở thì lâu dài, còn đất cây lâu năm thì là đến năm 2063. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đó, đất của mình thì ở trước 5,5 m, ở cái hầu của mình á, chiều dài á, là 47,5 m ha. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Ở trước thì 5,5 m, ở phía sau cũng 5,5 m anh chị ha. Và mỗi cạnh là 47,5 m và bên kia là 47,6 m. Đất của mình thì phủ hồng toàn bộ. Đó, khu vực này thì nói chung là phủ hồng, đa số là phủ hồng toàn bộ luôn anh chị ha. Và khu vực này thì không có bị dính quy hoạch gì nữa anh chị. Đó, khu này thì là cái khu bằng cờ, anh chị di chuyển ra tuyến đường nào thì cũng sẽ ra được những cái khu tiện ích ha. Từ vị trí của mình mà di chuyển ra tới nhà thờ, chợ Quảng Thành thì bán kính tầm khoảng là 200-300 m thôi. Đó, ở đây thì có ủy ban nhân dân xã Quảng Thành anh chị. Đó, để tài chuyển qua cái vệ tinh cho anh chị và cô chú dễ xem ha. Đó. Khu này thì nói chung là rất là đông dân cư đó anh chị nhìn thấy ha, rất là đông dân cư, và khu vực này thì xung quanh đều là đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi đó anh chị. Và đặc biệt thì rất là gần với Hồ Quảng Thành nên khí hậu ở cái khu vực này thì cực kỳ là mát mẻ và trong lành anh chị. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps ha, và đồng thời Tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở xung quanh cái khu vực này. Rồi còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài, Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản tới kế hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Nói chung xung quanh cái căn nhà vườn của mình thì khu vực này thì khu dân cư rất đông rồi, tại vì là trung tâm của xã Quảng Thành anh chị. Ở đây thì rất là nhiều những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán ha. Và mình di chuyển thẳng ra trục đường này thì sẽ ra tới trục đường Kim Long Quảng Thành. Từ vị trí của nhà vườn của mình mà di chuyển ra tới tầm khoảng 200 cho đến 250 m anh chị. Ra tới đây thì mình sẽ có nhà thờ, rồi chợ, rồi sân bóng, ủy ban nhân xã, rồi trường tiểu học, trường trung học cơ sở anh chị ha. Và chạy một đoạn nữa thì mình sẽ ra tới Hồ Quảng Thành đó. Và di chuyển theo trục đường Kim Long Quảng Thành thì anh chị sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 56. Thì từ vị trí của mình mà di chuyển ra tới quốc lộ 56 thì rơi khoảng tầm khoảng là 2 cho đến 2 cây rưỡi anh chị. Đó, ở đây thì mình sẽ di chuyển lên trung tâm lớn thứ hai của huyện, đó là trung tâm thương mại Kim Long. Và hướng ngược lại đi theo đường Bình Giã Quảng Thành thì anh chị sẽ ra tới khu dân cư của Bình Giã và đi về trung tâm của thị trấn Ngãi Giao anh chị ha. Nói chung cái vị trí đất của mình thì nằm khá là đẹp anh chị. Và Tài cũng báo giá để cho anh chị và cô chú được nắm ha. Hiện tại thì căn nhà vườn này được chủ gửi bán với giá là 1 tỷ 650 triệu. Giá này thì bớt cho anh chị một chút lọc lá giấy tờ, gọi là mua nhanh bán nhanh anh chị ha. Hiện tại thì chủ cũng đang rất là cần tiền để chi trả nợ nần, nên cũng đã bán cái giá là dường như là thấp lắm rồi anh chị ha. Phần cuối video thì từ ngay cái vị trí nhà vườn, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở vực này để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Tuyến đường của mình là tuyến đường nhựa nông thôn, rộng tầm khoảng là 4 m. Ban đêm thì cũng có đèn đường chiếu sáng và ở đây thì có hệ thống nước máy, nước sạch luôn anh chị ơi. Rồi anh chị nha. Đó. Xung quanh thì anh chị cũng nhìn thấy là khu dân cư ở rất đông, tại vì đây là trung tâm của xã Quảng Thành.
Ở tuyến đường này thì cũng có rất là nhiều những cái nhà dân buôn bán như tạp hóa, rồi những cái quán nước, đồ ăn vặt. Đó, mình di chuyển một đoàn thì mình sẽ ra tới tuyến đường Kim Long, Quảng Thành. Đó, rẽ qua hướng bên tay phải thì anh chị sẽ về tới chợ Ủy ban, rồi giáo xứ, rồi điện máy xanh, rồi con cưng. Đó. Và ra tới đây thì mình sẽ có những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán những cái đồ nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống của mình rồi. Còn di chuyển theo hướng ngược lại này thì anh chị sẽ ra tới Hồ Quảng Thành. Và mình cứ chạy thẳng thì mình sẽ ra tới tuyến đường quốc lộ 56. Đó. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay ha. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo. Review bất động sản ở vực huyện Châu Đức và vùng ven.